mùa hoa dạ yến thảo. Xin chào các bạn đang xem kênh S Garden. Mời các bạn ngắm chậu hoa dạ yến thảo nhé. Của nhà vườn Trào Yến. Đấy, hoa dạ yến thảo đang bắt đầu nở rộ rất là đẹp. Rất là nhiều màu sắc nhé. Chậu hoa dạ yến thảo này là dạ yến thảo cũng thời gian chơi rất là lâu. Nếu mà chúng ta mua tại thời điểm bây giờ về thì ra Tết vẫn hoa vẫn còn chơi được nhé. Hoa rất là sai, nhiều màu sắc này. Về giá cả thì ở đây là một trong những nơi cung cấp hoa dạ yến thảo nên là giá mềm nhất trong số các nhà vườn tại Hà Nội. Đấy, cây này hoa rất sai nhá, hoa cực sai luôn, màu rất là đẹp. Ngày Tết mà mua một vài chậu hoa dạ yến thảo mà treo thì rất là đẹp, tạo ra một cái không gian rực rỡ, nhiều màu sắc. Để có một không gian. Những bông hoa dạ yến thảo rực rỡ, rất là xinh xắn và đáng yêu. Rất là rực rỡ, nhiều màu sắc nha. Mời các bạn ngắm này. Rất là nhiều nha. Màu tím ấy. Hoa màu này rất là sai nhá. Chào bác đang làm gì đây? Bác đang gieo một cây dạ yến thảo. Loại này là loại gì đấy? Dạ yến thảo gì đây? Đứng. Dạ yến thảo đứng. À, đứng à? Thế bây giờ phỏng vấn anh chủ vườn này. Chào anh ạ. Xin chào anh ạ. Vâng. Thấy vườn nhà anh rất là nhiều hoa dạ yến thảo. Rồi ạ, năm nay nhà vườn chúng tôi tập trung vào sản xuất quy mô lớn dạ yến thảo.
Nhà mình số lượng em thấy là chậu treo rất là nhiều, thì số lượng là bao nhiêu chậu dạ yến thảo loại rủ đấy anh? Hiện tại cho hai vườn của nhà vườn mình năm nay đạt cái lượng sản phẩm số lượng lên đến hơn 2.000. Wow, rất là nhiều nhỉ. Riêng về cái dòng chậu treo to, còn dòng chậu treo nhỏ thì chắc cũng còn hơn 1.000 nữa. Vâng. Thế cái loại này mà mua về thì chơi được lâu không anh? Cái này nó có thể tùy theo người chăm sóc, nhưng mà nó sẽ đạt độ từ giờ đến tháng 4 âm lịch của năm 19. À, thế là thời gian chơi rất là dài nhỉ. Rất là sau dài. Khi chơi Tết xong mà vẫn còn được kéo dài 3-4 tháng nữa, cho đến lúc là mùa nóng đúng không anh? Cho đến mùa nóng. Vâng. Thế một chậu như này thì bây giờ thành phẩm mình bán ra là cho người tiêu dùng là khoảng bao tiền? Nếu đến tay người tiêu dùng thì chắc là khoảng 100.000. Vâng. Còn nếu mà mình bán luôn ra thì kết. Vâng. Giá buôn thì chắc là nó rẻ hơn, rơi vào tầm 70.000 trở lại. Đấy, lấy buôn như vậy là 70.000, còn giá bán lẻ khoảng 100.000 nhá. Ở đây là một trong những nơi trồng hoa dạ yến thảo lớn và giá rẻ nhất ở khu vực Hà Nội. Nếu mà các anh chị và các bạn có nhu cầu mua hoa dạ yến thảo thì hãy liên hệ với anh Trào, có địa chỉ tại cụm 4 Phúc Giang, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của anh là gì nhỉ? 0985 327095. Vâng, các bạn có thể liên hệ với số anh Trào theo số điện thoại ở trên để được mua trực tiếp và hỗ trợ nếu bạn nào tư vấn về kỹ thuật. Bạn nào có yêu cầu hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật mà sau khi mà mua cái sản phẩm của gia đình của nhà vườn thì anh sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.